Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Bây giờ Minh Toàn đang có mặt ở dưới làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, thành phố Hà Nội. Trước đây là xã Cự Khê thuộc huyện Thanh Oai của Hà Tây, nhưng bây giờ Hà Tây sát nhập Hà Nội rồi, thành ra là xã Cự Khê là trực thuộc của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, bà con cô bác ạ. Và Minh Toàn đang đi trong cái làng nghề truyền thống, hay người ta còn gọi một cái tên rất là thân thương, đấy là làng cổ Cự Đà. Làng Cự Đà là một cái làng mà chuyên sản xuất các cái loại miến như là mì để cho cung cấp cho Việt Nam của chúng ta, cũng như là xuất khẩu ra thế giới. Thì Minh Toàn đang đi ở đây với thời gian bây giờ ở Hà Nội là 13 giờ hơn. Và mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đi quay video bằng xe máy. Chính vì thế mà cái giọng nói cũng như là cái video nó hơi giật một chút, thì rất mong quý bà con hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Đường trong làng của Cự Đà cũng khá là hẹp và quý bà con cô bác ạ. Đây là đường chúng ta lại đi vòng là thế này rồi. Và trong làng Cự Đà này thì hầu như là không phải là nhà nào cũng sản xuất miến, mà cũng tùy từng hộ gia đình. Với là làng cổ, làng nghề truyền thống, nhưng mà cái nghề miến thì không phải gia đình nào cũng tham gia sản xuất. Và như quý bà con cô bác biết, ở đây trong làng thì vẫn có những cái khóm tre, những con mương khóm tre rất là dân dã. Đây là một con mương, con kênh của làng. Và đây là cái quả này là quả sấu. Đấy, quý bà con cô bác thấy là ở đây, đây là một cái làng cổ của Hà Nội ngày nay, Hà Nội Việt Nam ngày nay. Ồ, có một chú cá, chú này không biết là chắc là rơi trên đường rồi, biết nóng quá hay sao ấy. Đây chú cá này, thương chú cá quá. Đây, mình toàn cho chú cá này xuống nước nhé. Bà con cô bác thông cảm Minh Toàn, Minh Toàn cho chú cá này xuống dưới kênh này để nó đợi chết. Đấy. Trên đường bê tông này chú cá này mà ở đây, ở trên đường bê tông khoảng một vài phút nữa chắc chú cá chết. Bởi vì là, đến thưa quý vị bà con cô bác, thì với thời tiết của Hà Nội bây giờ, hiện giờ là khoảng 37-38 độ C quý bà con cô bác ạ. Và dưới làng Cự Đà này cũng là một cái món ăn nữa rất là ngon, đấy là thịt mèo. Khi mà chúng ta về với Hà Nội, chúng ta muốn giải trí những cái món ăn hấp dẫn của Hà Nội thì thịt mèo cũng là một trong những món đó. Và về với làng Cự Đà thì quý bà con cô bác sẽ được thưởng thức món thịt mèo rất là ngon và đặc biệt. Và ở Cự Đà thì có quán thịt mèo Răng Béo là nổi tiếng nhất. Đây quý bà con cô bác đang thấy là những cái sợi miến. Đây là miến màu vàng rồi. Đúng không? Đấy, miến rất là, nhìn rất là ngon. Được phơi nắng xong đó rồi mới đóng gói. Đây, miến trắng quý bà con cô bác. Sợi miến rất là ngon. Và đây là một cái gia đình cơ sở sản xuất miến. Đây là các cái nong miến. Đây có chị này, chị đang làm miến ngon lắm. Đây là cái lò, không biết là nấu nước hay làm miến gì.
là đây là cơ sở để làm miến. Về với làng Cự Đà thì bà con cô bác sẽ bắt gặp được những cái hương vị rất là, cái mùi vị rất là quen thuộc của cái làng miến, cái mùi miến rất là quen thuộc. Đây là giống như là một nhà máy nước. Đây, thịt mèo, như bà con các bác thấy không ạ? Thịt mèo rất là nổi tiếng ở làng Cự Đà. Và Cự Đà là một cái làng cổ của Hà Nội, Việt Nam. Thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy trong các cái trong hình ảnh ở trong video, thì các cái cổng cũng như là cái cổng chào của làng cho đến cổng nhà thì rất là cổ kính. Đây là một cái ngôi chùa rất là cổ kính. Em ơi, chùa này gọi là chùa gì em nhỉ? Cảm ơn em nhé. Đây, bà con cô bác cũng đang thấy đây là một ngôi chùa cổ kính, rất là nhiều cái cây đa cổ thụ. Và Minh Toàn đang lưu thông từ dưới làng Cự Đà ngược lên phía Hà Đông. Cái đường Minh Toàn đang lưu thông là dọc theo tuyến đường của cái con sông Nhuệ. Con sông rất quen thuộc của những ai ở Hà Nội. Thì ở đây các bác con cô bác có thể thấy là dọc quanh sông Nhuệ thì là hai bên đường thì đường đang rất là quanh co. Trước mặt quý bà con cô bác là một số cái cây cổ thụ ở bên dòng sông Nhuệ. Đây, cây si rất xanh, rất là đẹp. Và đây là cái cổng chào của một cái thôn. Đấy, bà con cô bác thấy là nó rất là cổ kính đúng không ạ? Đây là cái dòng sông Nhuệ. Minh Toàn đang quay video với bằng xe máy quý vị các bạn. Đây, quý bà con bác cũng có thể nhìn thấy đây là một cái đình nữa. Khi mà về với làng cổ Cự Đà thì quý bà con của bác nếu mà chúng ta đi vào được cái dịp tháng giêng thì rất là nhiều ngày lễ ở trong cái dịp tháng giêng ở cái làng cổ Cự Đà này. Đây là một cái cây cây xanh, cây si rất là đẹp. Và trước mặt quý bà con cô bác cũng là một cái đình chùa tiếp theo. Đây là xã Hữu Hòa rồi quý bà con cô bác. Đây là chùa Linh Xá của xã Hữu Hòa này. Và ở trên tuyến đường này thì nó nối liền các cái xã với nhau như xã Hữu Hòa rồi đó Cứ Khê. Các bạn có bác thấy ở đây, đây lại là một cái chùa cổ nữa. Ngôi làng này rất là cổ kính. Kiến trúc ở làng này thì còn lưu giữ rất là nhiều kiến trúc cổ xưa, nhưng bên cạnh đấy cũng không ít cái ngôi nhà được các cái dân, nhà dân là làm lại với kiến trúc rất là khang trang.
bà con của bác đi trên cái đường này lưu thông, khi mà chúng ta đi xe máy thì lưu thông rất là dễ, nhưng mà nếu mà chúng ta đi ô tô thì khi mà về với Cát Bà thì quý bà con của bác cũng có thể thấy là đường nếu mà chúng ta đi hai ô tô thì chúng ta phải đánh nhau khá là vất vả. Đây là cũng là một cái ngôi nhà rất là cổ kính. Đây là một cái đình nữa bà con. Và trên đường về Cư Đà thì trên tuyến đường mà dọc theo sông Nhuệ, quý bà con của bác đi đường cẩn thận, bởi vì là cũng có những cái cây nó nằm ở giữa đường, làm cho quý bà con của bác nếu không để ý thì chúng ta sẽ đâm vào cây. Làng Cứ Đà thì khi mà chúng ta về làng Cứ Đà để chúng ta có thể mua những cái đặc sản quen thuộc, ví dụ như là miến của làng Cứ Đà. Còn nếu mà chúng ta ăn tại làng Cứ Đà thì rất mong quý bà con của bác cũng tham khảo thêm cái món thịt mèo. Và như Minh Toàn được biết là món thịt mèo ở Cứ Đà thì thịt mèo Giang Béo ở xóm 3 Cứ Đà là cái quán mà nổi tiếng cũng là như là đông khách nhất đến thời điểm này. Khi mà quý bà con về với Cứ Đà thì và chúng ta đi ô tô thì chúng ta khó có thể mà chiêm ngưỡng hết được cái làng cổ kính của Cứ Đà. Nhưng mà chúng ta mà gửi ô tô chúng ta đi bộ để khám phá thì chúng ta khám phá rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta, Minh Toàn xin kính mời quý bà con của bác chúng ta hãy đi dọc theo lên đường này, dọc theo cái tuyến sông Nhuệ, còn đi chúng ta rẽ phải ở đây là ra đến cầu Tó. Đây, quý bà con của bác nhìn thấy các ngôi chùa rất là cổ kính. Dọc theo đường sông Nhuệ thì như quý bà con của bác nếu ai ở Hà Nội thì cũng biết sông Nhuệ cũng là một cái dòng sông mà bị ô nhiễm rất là nặng. Ở đây ta thấy đi dọc theo cái tuyến đường này thì không ít các ngôi chùa cổ kính. Đường ở làng ở đây cũng rất là khó đi bà con ạ. Nhiệt độ Hà Nội bây giờ là đang là 38-39 độ C ở ngoài trời. Chính như thế mà Minh Toàn cầm cái máy quay mà Minh Toàn cảm thấy máy rất là nóng, thì Minh Toàn xin dừng video ở đây nhé.